Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 4, câu bộ truyện Tiếu Ngạo Trung Hoa của tác giả Ưu Đàm Hoa. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì vào lúc này, trời đông âm u không nắng nên kiếm quang chẳng thể chói lọi, nhưng kiếm kình vẫn phát ra những tiếng ầm ầm như sấm xa vọng lại. Thanh trường kiếm của họ Bạch vồng vẫy như rồng thiêng dương nanh múa vuốt, công phá màn kiếm ảnh trắng mờ, lặng lẽ quanh thân đối phương. Song khủng khiếp mấy, Tuấn Hào có cảm giác như đang đâm chém vào một khối bông mềm mại. Bảo kiếm của Khương Thư Hàn toát ra luồng kình lực âm nhu và bền chắc, chặn đứng mọi ngoại lực. Thân ảnh họ Khương lại biến ảo như ma muội, thoát ẩn thoát hiện, đổi vị trí ngay khi bị dồn ép đến mép đài. Tuy không có cảm tình với dung mạo quái ác của Thư Hàn, song võ công của gá đã khiến quần hùng phục sát đất hoan hô vang dội. 30 chiêu qua mau theo tiếng đếm nhanh của Yên Đài đại sát thần công hải, và sau đó là tiếng thét thê lương của Lôi Phong Sơn chủ. Bạch Tuấn Hào tung mình rời khỏi lôi đài, để lại cánh tay tả trên sàn gỗ, không còn mặt mũi nào ở lại. Gá nén đau và lặng căm hận rời khỏi Kim Sơn. Quần Hào tận mắt chứng kiến chiêu phản công của thiếu cốc chủ Vô Thanh Cốc, thấy rõ gá lao thẳng vào lưỡi kiếm của họ Bạch và chỉ trong chớp mắt đã chém phăng cánh tay của đối phương. Nếu Tuấn Hào không nhanh chân đào tẩu thì đã thủng ngực rồi. Kiếm thuật thượng thừa này khiến mọi người lắc đầu le lưỡi. Nhưng họ không tán thưởng vì sắc diện Thư Hàn lúc này vô cùng tàn ác, mắt gá sáng rực và trên môi nở nụ cười thỏa mãn. Thần nữ Tiền Vân Mi tái mặt chết điếng trong lòng, nàng hiểu rằng mình sẽ phải lấy con quái vật kia. Khi nghe tiếng thở dài của Yên Đài song sát, nàng biết là Nam Cung Giao không thể địch lại Khương Thư Hàn. Kim Diện công chủ bảo đệ tử dọn sạch sàn lôi đài rồi trầm giọng hỏi: "Khương Hiền Điệt có cần phải nghỉ ngơi hay không?" Thư Hàn cười ngạo nghĩ: "Chẳng cần đâu, vãn bối chẳng hề mệt chút nào cả." Rồi gã bước đến trước mặt Hoàng Ưng Bảo chủ, lại lặp lại câu nói đang nói với Bạch Tuấn Hào. Tổ Nam Phi lạnh lùng đáp: "Tài hạ biết mình không xứng là đối thủ của các hạ nên đành phải rút lui. Tuy nhiên, đúng ngày này 3 năm sau, chúng ta sẽ tái ngộ, địa điểm là chân núi Thiếu Thất." Quần Hào ổ lên, thầm khen ngợi Tổ Nam Phi là bậc hào kiệt thức thời và dũng lược. Gã đã thực hiện câu, quân tử 3 năm báo thủ cũng không muộn. Bảo toàn thực lực để có cơ hội rửa hận. Hơn nữa, núi Thiếu Thất tượng trưng cho mối nhục của Long Giác Thần Quân và Vô Thanh Cốc. Khương Thư Hàn biến sắc, ngược cổ cười vang: "Được, bọn công tử nhận lời." Tổ Nam Phi vái chào Kim Diện công chủ, liếc thần nữ bằng ánh mắt hổ thẹn đau đớn, rồi hạ đài phi thân đi mất. Quần hùng chán nản vì cho rằng chắc chắn chàng trai Nam Cung Giao cũng sẽ tự lượng sức mình mà rút lui. Ngay Yên Đài song sát Tiêu Xuân Anh cũng rầu rĩ nói: "Nam Cung công tử hãy suy nghĩ cho kỹ rồi quyết định." Chàng mỉm cười lắc đầu rồi chủ động bước đến, vòng tay chào hỏi Khương Thư Hàn: "Khương đại huynh, chẳng hay lệnh tôn có kháng kiện không? Gia mẫu cung họ Khương, mong đại huynh vì chút tình đồng tính mà nhường mối này cho tiểu đệ. Thanh danh quý cốc lừng lẫy tứ hải, đại huynh muốn mỹ nhân nào thì cứ việc đến mà bắt, còn tiểu đệ xuất thân nghèo khó tầm thường, e khó mà kiếm được vợ đẹp." Dáng điệu không núm vành cạnh của chàng cũng như cách chàng bắt chước thủ đoạn của đối phương đã khiến Quần Hào cười nôn ruột. Bị đòn gậy ông đập lưng ông, Khương Thư Hàn mất bình tĩnh gằn giọng: "Sao ngươi dám bêu diễu Vô Thanh Cốc?" Nam Công Giao tròn mắt, ra vẻ ngạc nhiên vì bị oan uổng, nhăn nhó biện bạch: "Khương biểu huynh chớ hiểu lầm lòng thành của tiểu đệ. Oai phong của Vô Thanh Cốc nhà ta vang dội võ lâm mấy chục năm nay, đến đứa bé mới học ngồi còn biết. Ở quê tiểu đệ, mấy bọn tiểu hài khóc nhè mà mẹ chúng lại ham dọa. Có nín đi không? Long Giác Thần Quân nghe thấy bây giờ, thế là chúng nín ngay." Lần này chẳng ai không cười, ngay cả Kim Diện công chủ lẫn thần nữ Tiền Vân Mi. Khương Thư Hàn dẫn đến run người, mắt sáng rực như đỏ lửa. Gã biết kéo dài sẽ càng mang nhục vì cái miệng chân chu như là mỡ của tiểu tử xảo quyệt kia, liền nạt: "Đừng nhiều lời, giờ nghĩ đánh hay rút?" Nam Cung Giao thở dài thất vọng: "Nay biểu huynh không nghĩ đến tình quyến thuộc thì tiểu đệ cũng phải đành liều mạng bồi tiếp vài chiêu. Nếu tiểu đệ lỡ tay đả thương người, mong rằng Khương lão bá sẽ lượng thứ cho. Biểu huynh là người quân tử, tất sẽ không giận.
Nhưng biết đâu thần quân vì thương con mà trút hết lên đầu của tiểu đệ và Kim Diện Công thì sao? Khương Thư Hàn điên tiết quát. Ngươi có giỏi thì cứ giết ta cũng được. Gia phụ sẽ chẳng bao giờ làm cái chuyện giận cá chém thớt. Kim Diện Công chủ và mọi người thức ngộ ngay ẩn ý tuyệt diệu mà Nam Cung Giao đang rào trước đón sau để tránh bị di họa. Vì Thư Hàn lúc này chỉ hứa là bản thân không trách oán, chứ đâu nhắc đến cha gá. Nhưng liệu chàng có cần phải làm thế hay không, khi bản lĩnh Thư Hàn quá cao siêu và gá đang giận chàng điên cuồng. Ánh mắt rực lửa kia biểu hiện rằng gá sẽ không tha cho Nam Cung Giao được sống sót. Thần nữ Tiền Vân Mi cũng hiểu tâm địa của Thư Hàn, không nỡ nhẫn tâm để người yêu chết thảm, liền ai oán nói. Mong Nam Công công tử hãy hạ đài, tiểu muội không đủ dũng khí chứng kiến cảnh công tử uổng mạng. Nam Cung Giao cười khanh khách. Hiền muội chớ lo, ta đâu dại gì mà thí mạng. Nếu thấy khó ăn, ta chỉ đánh đến chiêu thứ 29 là bỏ cuộc, thì làm sao chết được chứ? Toàn trường ổ lên khâm phục cơ trí của chàng kiếm khách trẻ tuổi, còn Khương Thư Hàn thì tức anh ách thở phì phò. Nam Cung Giao chậm rãi rút kiếm, đứng theo tư thế đặc dị của yếu quyết phiên dực tung phi. Khương Thư Hàn đã nhận ra kiếm của đối phương dài hơn kiếm của mình gần gang tay, liền nhớ đến lời của Long Giác Thần Quân. Phò vô thanh kiếm pháp của nhà ta chỉ có một khắc tinh duy nhất là phò vạn lý Trường Hồng của Trường Hồng kiếm khách Thẩm Thư Nhân ở đất Tây Vực. Lão ta sử dụng một thanh kiếm dài thượt từng đả bại nội tổ của Hàn Nhị, nhưng may thay lão họ Thẩm đã chết từ 70 năm trước. Khương Thư Hàn chột dạ, đoán Nam Cung Giao có thể là truyền nhân của Trường Hồng bạch kiếm. Gã vừa định thần thanh trừng tạp niệm, giữ cho lòng thư tính, họ phát huy được hết tinh túy của kiếm pháp gia truyền. Nếu để cho sự nóng giận chi phối, chiêu thức sẽ lộ nhiều sơ hở. Luyện kiếm từ thuở lên tám, Khương Thư Hàn thực sự là một kiếm thủ thượng thừa, gã mau chóng thành tâm hợp nhất với kiếm. Gã dịu giọng hỏi, chẳng phải ngươi là đồ từ đồ tôn của Trường Hồng kiếm khách? Nam Cung Giao phỉ cười, biểu huynh đừng sợ, tiểu đệ chẳng dính dáng gì đến lão ấy đâu. Và chàng bỗng hạ kiếm nghiêm giọng, dù sao tiểu đệ cũng vì tình nghĩa họ hàng mà khuyên biểu huynh một câu chót. Thư Hàn cố tỏ vẻ ung dung hỏi, ngươi định khuyên ta điều gì? Nam Cung Giao đáp, tiểu đệ mong biểu huynh đừng tiếp tục ăn thịt chó nữa. Một vị cao tăng đắc đạo đã bảo rằng ăn thịt chó 10 năm sẽ hóa chó ngay. Nay răng của biểu huynh đã nhọn hoắt thế kia, khiến lòng tiểu đệ vô cùng lo ngại. Cần Nhục Đầu Đà ôm bụng cười giống lên, và tất nhiên mọi người cũng cười theo. Đầu Đà khoái chí quát vang, chính bản tăng đã nói ra câu ấy đó. Cái tâm của Thư Hàn lại sao động vì lửa giận, và lập tức Nam Cung Giao ập đến tấn công. Đòn bất ngờ này đã khiến Thư Hàn phải thoái bộ toát mồ hôi, vì mũi kiếm của đối phương chỉ còn cách áo mình một lóng tay. Gã vội dồn toàn lực tạo nên một màn kiếm ảnh dày đặc chống đỡ những đòn tiếp theo. Nam Cung Giao đánh liền một hơi 18 chiêu không làm gì được họ Khương, bỗng dừng tay quay lại hỏi, bẩm giám đài, đã đến chiêu thứ mấy rồi? Yên Đài Đại Sát mỉm cười, chiêu thứ 18. Nam Cung Giao gật gù, thế là còn 11 chiêu nữa. Chàng lại thủ thế và xuất liền 3 chiêu, dừng lại nghỉ ngơi, sau đó quay xuống phân bua với đồng đạo. Do đối phương không quy định thời gian nên tài hạ sẽ nhận nha mà đánh, mong chư vị lớn tiếng đếm dồn cho, nếu không tài hạ sẽ lỡ tay đánh đủ 30 chiêu thì nghi đó. Quan Hào vui vẻ ưng thuận, cao giọng đếm. Nam Cung Giao lại tấn công một loạt 4 chiêu, rồi 3 chiêu, và cuối cùng là 4 chiêu cho đủ số 29. Sau mỗi loạt, chàng đều đình thủ nghỉ ngơi cười nói, khiến Thư Hàn giận tím mặt. Gã nhận ra đối thủ không sử dụng pho kiếm pháp vạn lý Trường Hồng, vì đường kiếm lừng danh kia có ánh hồng như cầu vòng, từ xa bay đến tựa như sấm sét. Thư Hàn không còn lo ngại nữa, mà chỉ hận là chẳng có cơ hội giết tiểu quỷ láo sửa kia. Đến lượt 4 chiêu chót, khi Quần Hào đếm số 29 thì Nam Cung Giao khựng lại, mũi kiếm hạ thấp xuống. Vô tình Khương Thư Hàn cũng thở hát ra, xem như xong trận. Từ đầu đến giờ gã luôn bị Nam Cung Giao tạo ấn tượng là chàng chỉ đánh 29 chiêu rồi rút lui. Nhưng không ngờ đây chính là chủ ý của Nam Cung Giao. Vừa nghe tiếng thở ra của đối phương, chàng ập đến như cơn lốc, xuất chiêu thiên mao phóng thủy, mũi kiếm hóa thành ngàn giọt nước long lanh bủa kín thân hình Thư Hàn. Đây là chiêu kiếm lợi hại nhất trong pho lạc điểu kiếm pháp. Nam Cung Giao đã phải luyện suốt 20 năm dòng mới thành tiểu. Thực ra nếu chàng thi triển chiêu này lúc họ Khương phòng thủ cẩn mật thì cũng khó mà thành công. Vũ Linh Nguyên là vùng núi non kỳ tú rộng lớn nhất Trung Hoa, gồm đến 3.000 đỉnh núi, lại có nhiều kỳ hoa dị thảo quý hiếm.
Thư Hàn đã được Long Giác Thần Quân cho ăn một con vô cốt tam đầu xà, nên hiện nay gã sở hữu đến hơn 40 năm công lực. Vì vậy luồng kiếm kình âm nhu của gã rất lợi hại, chống lại được mọi ngoại lực. Tu vi của Nam Cung Giao kém hơn, khó mà xuyên thủng được. Song chẳng đã tấn công đúng vào lúc Thư Hàn lơi lỏng, chưa kịp dùng độ chân khí nên đã đắc thủ. Mũi kiếm của Nam Cung Giao đã vươn được đến mục tiêu, đâm thủng ngực phải của họ Khương. Gã rú lên đau đớn, ôm ngực nhảy lùi. Mọi người ngơ ngác mất một lúc mới hiểu ra, mừng rỡ nhảy nhót reo hò nhiệt liệt, át cả tiếng đếm lạc lõng của Yên Đài Nhị Sát. Tam thập! Nam Cung Giao đã đỉnh thủ, vòng tay tủm tỉm cười. Cảm tạ Khương biểu huynh đã nhường mối lương duyên này cho tiểu đệ. Thư Hàn đã điểm huyệt chỉ huyết, mặt trắng bệch vì tức và thẹn. Gã rít lên. Tiểu tử ngươi quả là gian xảo, lừa được cả ta. Một năm sau, ta sẽ đến Kim Diện Cung tìm ngươi mà hỏi tội. Nếu ngươi sợ chết vắng mặt, thì Kim Sơn sẽ không còn một cọng cỏ. Nam Cung Giao nghiêm nghị đáp. Tài hạ hứa sẽ tắm gội dọn mình chờ đợi. Nhưng từ nay đến hôm ấy, mong công tử đừng giở thói tiểu nhân cho người ám toán tài hạ, hãy quấy nhiễu Kim Diện Cung. Khương Thư Hàn chẳng thể để thiên hạ chê cười, đành khẳng định. Lời ta đã hứa, tất sẽ chẳng bao giờ nuốt lời. Gã nhảy xuống đất ra ngoài, trèo lên xe song mã cùng với thủ hạ rút lui. Ở đây, quản hào cao giọng chúc mừng tiền công chủ kén được chàng rể tài trí hơn người, tuy kém sức nhưng đã chuyển bại thành thắng. Tiền Phong Vân không mấy hài lòng, vì Nam Cung Giao không xuất thân từ chốn danh gia, tài sản và thế lực không muốn đăng hộ đối với Kim Diện Cung. Thực lòng, ông mong Khương Thư Hàn thắng trận để được làm thông gia với nhân vật đáng sợ nhất võ lâm. Ông quá rõ tính nết của Long Giác Thần Quân nên thầm lo sợ cho Kim Diện Cung và hạnh phúc của ái nữ. Ngày này năm sau, nếu Nam Cung Giao thắng thì Long Giác Thần Quân không tha cho Kim Diện Cung, bằng như chẳng thất thủ chết dưới tay của Thư Hàn thì Vân Mi sẽ quá chồng. Lòng dối bởi như thế nên tiền công chủ buột miệng nói: tiếc rằng giày quý của lão phu chỉ còn sống được một năm nữa thôi. Giọng lão lạnh lùng hàn học nên Nam Cung Giao hiểu ngay tâm sự. Chàng mỉm cười chua xót: công chủ yên tâm, vãn bối tự lượng sức mình, không lưu hại đến thần nữ Kim Diện Cung. Cuộc hôn nhân này khiến công chủ chẳng vui lòng thì cứ xem như không có gì. Vãn bối xin cáo biệt, hẹn một năm sau sẽ quay lại phó hội cùng với Khương Thư Hàn. Dứt lời chàng phóng xuống đất, lướt đi như cánh chim bằng. Tiền Phong Vân thấy quản hào xì xầm chê bai thái độ khiếp nhược của mình, lòng vô cùng hổ thẹn, nhưng vẫn chụp lấy cơ hội tuyên bố ngay: chư vị đã nghe Nam Cung Giao tự mình tử hôn chứ chẳng phải ý của lão phù. Cần Nhục đầu đà giận dữ gầm lên: lão đã quá sợ vô hình cốc như vậy thì hãy đóng cửa Kim Diện Cung, đừng ló mặt ra trốn giang hồ nữa. Tiền Phong Vân biết đầu đà là sư đệ của Nam Kinh Hình Bộ Thượng Thư Mã Xuân Trác nên không dám động đến, chỉ tàng lở như điếc. Song thần nữ Tiền Vân Mi đã lảo đảo dậy bục gỗ, bước xuống gần mép đài, nghẹn ngào nghiêng mình chào cửa tọa rồi nói: kính chào chư vị, dù gia phụ có nói gì thì tiền nữ cũng xem mình là dâu họ Nam Cung, dẫu chết cũng không thay lòng đổi dạ. Nàng nói xong ngã vật xuống sàn đài chết giấc. Mã Hoàn Cơ vội chạy đến đỡ lên. Cần Nhục đầu đà oang oang giới thiệu: con bé áo vàng đang đỡ đầu thần nữ Tiên Vân Mì tên gọi là Mã Hoàn Cơ, là ai nữ của Nam Kinh Hình Bộ Thượng Thư. Nàng ta cũng là chính thất của gã Nam Cung Giao đó. Vô thành cốc mà chạm đến rể của họ Mã thì 10 vạn quân hổ nam sẽ săn bằng ngũ linh nguyên. Quần hùng kinh ngạc tán dương phúc phận của chàng họ Nam Cung. Còn Tiền Phong Vân thì tiếc ngẩn tiếc ngơ. Nếu biết Nam Cung Giao có hậu thuẫn hùng mạnh là Mã Thượng Thư thì lão đâu còn phải sợ Vô Thanh Cốc nữa. Do vậy, lão không hề phản đối khi Cần Nhục đầu đà bảo Vân Mi lúc này nàng đã hồi tỉnh: đã xuất giá thì phải theo chồng. Mi hãy thu xếp hành lý, theo bần tăng đi tìm Nam Cung Giao. Tiền công chủ ngượng ngùng gật đầu khi Tiền Vân Mi quỳ lạy để cáo biệt. Quần hùng cũng giải tán trở về cố quận, mang theo câu chuyện về chàng kiếm sĩ đào hoa cơ trí và khéo chọc cười. Họ cũng hẹn nhau sang năm sẽ cùng đến Kim Sơn để xem trận tử đấu của Nam Cung Giao và thiếu cốc chủ Vô Thanh Cốc. Nhắc lại, Nam Cung Giao không vui trước thái độ tiểu nhân khiếp nhược của Kim Diện công chủ Tiền Phong Vân nên đã thoái hôn, bỏ về Tứ Hải Đại Lữ Điếm, thu xếp hành lý rời khỏi Tử Châu. Bốn anh em nhà họ Sở đã bám gót theo sau, gõ cửa phẩm xin bái kiến. Họ nhất tề quỳ phục xuống. Sở Trùng Thụy nói: mong công tử nhận bọn tài hạ làm nô bộc. Nếu người từ chối, anh em tài hạ sẽ quỳ mãi nơi này, quyết chẳng đứng lên.
Sở Nhu không nói gì nhưng ánh mắt long lanh, ướt mượt đầy vẻ van nài. Nam Cung Giao cau mày đắn đo rồi sau đó phúc đáp. Việc này khoan bàn đến. Giờ chúng ta hãy ra cánh rừng đào ở cửa Tây Thành để ta khảo sát võ công của tứ vị. Nếu ta không thắng nổi, tức là không đủ sức giúp chư vị giết Hoài Giang Thần Thường. Bằng ngược lại, ta sẽ nhận lời. Anh em họ Sở mừng rỡ lên, cùng Nam Cung Giao rời Tứ Hải Đại Lữ Điếm. Năm người vào sâu trong rừng đào, chọn một khoảng đất trống kín đáo để so tài. Chính vì thế mà bọn Cần Nhục đầu đà đã vượt qua, đi trước Nam Cung Giao mà không biết. Đến nơi, Nam Cung Giao thận trọng hỏi. Mong Sở Túc Hạ kể rõ nguồn cơn mối thù với Hoài Giang Thần Thường cho tại hạ được rõ. Lão nhị Sở Sĩ Hưu ăn nói lưu loát nhất bọn liền ứng tiếng. Bẩm công tử, tiên phụ là Xào Xào thư sinh Sở Nam Vu, nổi tiếng khéo tay nhất võ lâm, giỏi nghề cơ quan máy móc và hỏa dược. 3 năm trước, tiên phụ bị đâm chết trong hoa viên bởi ngọn đoản thương, bảo vật trong nhà cũng mất sạch. Lúc ấy anh em tại hạ đều vắng mặt, nghe tin dữ mới trở về. Ngọn đoản thương kia chính là ám khí lừng danh của Hoài Giang Thần Thương Tần Dũng Nhuệ, thủ lĩnh của thần thương hội ở huyện Hoài Nam cạnh bờ sông Hoài. Anh em tài hạ mang tăng vật đến hỏi tội thì Tần Dũng Nhuệ chối biến, bảo rằng mũi thương kia đã thất lạc đã lâu. Anh em tài hạ liền vây đánh nhưng không sao giết được họ Tần, vì lão chính là bằng hữu thâm giao của tiên phủ, hiểu rõ tầng tận từng chiêu thức của pho cổ mộ kiếm pháp của nhà họ Sở. Do đó bọn tài hạ mới phải bôn ba đi tìm võ công khác mà học hỏi. Nam Cung Giao tư lự. Lạ thực, nếu ta là hung thủ tất chẳng bao giờ lưu lại tang vật. Hay là có kẻ đã giá họa cho Tần lão? Sở Trường Thụy dầu dĩ gật đầu. Tại hạ cũng nghĩ thế. Nhưng Tần Dũng Nhuệ quả thực có vắng nhà trong khoảng thời gian gia phụ bị hại. Và lão cũng không dám nói là mình đã đi đâu, làm gì. Chỉ kể là mình lão một mình thả thuyền xuôi dòng Hoài Giang, uống rượu ngầm thờ. Tất nhiên là không có ai làm chứng cho lão ta. Bỗng Nam Cung Giao cười hỏi. Thần thương năm nay niên kỷ bao nhiêu? Còn vợ lão tính nét như thế nào? Sở Nhu bỡ ngỡ đáp. Tiểu muội là người thường lui tới thăm hỏi nhà họ Tần nên biết rất rõ. Tần lão đã 65, song Tần phu nhân chỉ mấy tứ tuần. Tính tình của bà ta rất nghiêm nghị hung dữ. Nam Cung Giao cười khà khà. Hay là hôm ấy thần thương đi thăm tiểu thiếp, vì quá sợ nên thà bị oan án sát nhân chứ chẳng dám nói ra. Anh em họ Sở đều ngơ ngác. Lẽ nào có người lại sợ vợ đến mức ấy sao? Nam Cung Giao đắc ý gật gù. Đúng vậy, như gia phụ chẳng hạn, ông nổi danh là Tam Bôi Tiên Sinh, vì gia mẫu chỉ cho phép uống tối đa 3 chung rượu, mặc cho bằng hữu hết lời chế giễu cũng không dám sai phạm. Nay biết đâu Tần Dũng Nhuệ dám lén vợ mà lập phòng nhỉ, mượn cớ đi dạo ghé thăm. Và có kẻ biết rõ việc ấy liền nếp hợp phì hạ thủ lệnh tôn bằng nửa đoạn đao để hại họ Tần. Sở Nhu là người thông tuệ, lập tức nhận ra rằng Nam Cung Giao suy luận rất đúng đắn. Nàng hào hứng tiếp lời. Công tử nói chí phải. Song nếu vậy thì hung thủ phải là người quen biết với cả Tần lão và tiên phủ mới có thể trộm đoản thương và an toán tiên phủ. Sở Tích Vũ kêu lên. Ngoài lão đoạt hồn thương Chu Toại, phó hội chủ thần thương hội, còn ai vào đây nữa? Sở Sĩ Hưu gật gù khen. Không ngờ hôm nay tam đệ lại thông minh đáo để. Nam Cung Giao trầm ngâm hỏi. Nếu Tần lão không hiểu rõ võ học của nhà họ Sở thì có địch lại tứ vệ hay không? Sở Trường Thụy cười mắt. Bản lãnh của họ Tần chỉ tương đương với Lôi Phong Sơn chủ. Nếu lão không may mắn có được ưu thế kia thì đã chết dưới kiếm của anh em tại hạ rồi. Nam Cung Giao gật gù. Tại hạ xin được thưởng lãm tuyệt học cổ mộ phái, mong tứ vị nhẹ tay cho. Sở Nhu tinh quái nói. Công tử định giả thua để giúp bỏ anh em tiểu muội đấy ư? Nam Cung Giao bị đánh trúng tim đen, gượng cười biện bạch. Nàng đừng nghĩ xấu cho ta như thế. Chàng rút kiếm bước ra giữa bãi cỏ, ra hiệu mời địch thủ. 4 người họ Sở vây lấy chàng, và Trường Thụy nghiêm giọng. Cổ mộ kiếm pháp là tuyệt học tà môn, có từ thời Bắc Tống, chiêu thức hiểm ác tàn nhẫn vô cùng. Khi đã xuất thủ, bọn thầy hạ bị kiếm ý mê hoặc nên không thể nương tay được. Mong công tử cẩn thận, trổ hết tài nghệ ra đối phó. Khi nào không còn cầm cự được nữa thì phải lên tiếng ngay. Nam Cung Giao dọn ra gà trước ánh mắt lạnh lẽo và giọng nói âm trầm của Sở Trường Thụy. Biết rằng cá nói thực, nhưng chẳng ước lượng bản thân mình cao hơn Lôi Phong Sơn chủ một bậc nên rất tự tin, vui vẻ đáp. Hay lắm, nếu đánh không lại tài hạ sẽ la làng ngay, mong chư vị nhớ đình thủ dùm cho. Sở Nhu bật cười, vung kiếm tấn công trước,
ba người kia cũng ập vào, phối hợp rất nhịp nhàng. Quả thực là pho kiếm tả môn kia có ma lực. Chỉ sau vài chiêu, sách diện anh em họ Sở đã lạnh như xương, đường kiếm ác độc khôn lường, cứ như đang đấu với kẻ thù giết cha vậy. Nam Cung Giao khen thầm, đem hết sở học ra chống cự. Đây là cơ hội rất tốt để chàng rèn luyện, ứng dụng pho lạc điểu kiếm pháp trong hoàn cảnh bị giáp công bốn mặt. Thân hình Nam Cung Giao quay cuồng đảo lộn, bảo kiếm bay vun vút đẩy lùi những đợt sóng kiếm như vũ báo của anh em họ Sở. Trong 200 chiêu đầu, Nam Cung Giao thủ nhiều hơn công. Nhưng sau đó, chàng đã thức ngộ thêm những tinh túy trong sở học, mạnh dạn phản kích. Kiếm là vua của các loại binh khí. Cá nhân vì những đặc tính ưu việt như có mũi nhọn để đâm, sắc cả hai lưỡi, nên có thể chém mà không thể trở bản như đao. Hơn nữa, kiếm khá nhẹ nên tốc độ rất nhanh và linh hoạt. Một kiếm thủ thượng thừa có thể múa kiếm dưới cơn mưa tầm tã mà không hề sợ ướt. Còn về chiều dài, từ thời Xuân Thu đến nay kiếm đã tăng gấp đôi, mở rộng tầm tấn công và sát thương. Nhưng nó cũng có giới hạn, đó là chiều cao của người sử dụng. Do vậy, trường kiếm của các đời Tống Nguyên Minh đều có kích thước khoảng 3 xích một thốn. Riêng Nam Cung Giao thân thể cao lớn hơn người thường cả gang tay, cho nên mới sử dụng được thanh kiếm vô danh này. Và cũng nhờ vậy mà kiếm thuật của chàng thêm lợi hại, cả trong phòng thủ lẫn tấn công. Đơn giản là mũi kiếm của chàng luôn vươn đến mục tiêu trước. Đến chiều thứ 500 thì Nam Cung Giao đã ở thế thượng phong, liên tiếp đẩy lùi đối phương và có thể đả thương bất cứ người nào. Sở Nhu công lực kém nhất, không chịu nổi cuộc chiến khốc liệt và dai dẳng, liền bỏ cuộc nhảy lùi, ôm ngực thở hồng hộc. Tiểu muội kiệt sức rồi. Thế trận đã tan tác, ba người anh em nàng cũng đã định thủ, ngượng ngùng tra kiếm vào vỏ. Họ nhất thể quỳ xuống lại chín lạy. Sở Trường Thụy thay mặt tuyên thệ: bốn anh em họ Sở chúng tôi nguyện suốt đời trung thành với Nam Cung công tử, dấu tan xương nát thịt cũng không thay lòng đổi dạ. Nam Cung Giao thẹn đỏ mặt, bối rối xua tay: được rồi, tứ vị hãy đứng lên đi. Năm người hàn huyên một lát rồi khởi hành đi về hướng tây nam để đến trấn Hoài Nam, trọng địa của Thần Thương Hội. Họ sẽ tiến hành điều tra theo ý của Nam Cung Giao, tức là tìm cho ra mụ vợ nhỏ của Hoài Giang Thần Thương. Trong suốt gần nửa tháng đăng trình, Sở Nhu hết lòng chăm sóc hầu hạ Nam Cung Giao, chỉ thiếu đút cơm cho chàng ăn nữa mà thôi. Chàng vô cùng khoan khoái, y như ngày còn thơ dại được từ mẫu cưng chiều. Sở Nhu trầm lặng ít nói, nhưng khi phát ngôn thì câu nào cũng ý nhị, sâu sắc và hóm hình, khiến lòng người vui vẻ. Nhờ được ăn toàn cao lương mỹ vị, thân hình mảnh khảnh quần nàng đã đầy đặn thêm, trông càng quyến rũ. Nam Cung Giao thầm nghĩ, nhà đầu này tính tình hiền lành nhu mỹ siêng năng, đáng mặt vợ hiền. Ta mà lấy ả thì chẳng sợ rơi vào cảnh bị kìm kẹp như phụ thân, nhưng chỉ sợ mẫu thân vì cái bướu kia mà không chấp nhận. Cuối tháng 11, đoàn người đến đoạn sông Hoài, cách trấn Hoài Nam 200 dặm. Họ sẽ chia nhau đi dọc hai bên bờ tiến về phía trấn Hoài Nam. Nam Cung Giao và Sở Nhu sang sông, còn lại ba gã họ Sở ở lại bờ Bắc. Theo kế hoạch, họ sẽ dùng vàng bạc mua chuộc những lão trưởng thôn Tham Lam, nhờ họ cung cấp tin tức. Người Trung Hoa rất thích kháo chuyện dối, thôn xóm chỉ được dăm chục nóc nhà, chẳng ai giấu được ai điều gì. Nếu một mụ già xinh đẹp nào đó có tình nhân ghé thăm, tất chỉ sáng hôm sau là cả làng đều biết. Lấy vật đưa trước là 5 lượng bạc trắng để khởi động bộ xương già nua của những lão hương cả móm mém. Nếu tìm được đúng đối tượng, lão ta sẽ được thêm 5 lượng. Anh em họ Sở sẽ xưng là thám tử phủ Nam Kinh hình bộ thượng thư đi điều tra phá án. Với bộ mặt cô hồn và y phục gấm xanh sang trọng, chắc chắn bọn hương chức quê mùa kia sẽ vâng dạ chứ chẳng dám hỏi đến lệnh bài nha môn. Nam Cung Giao thì vững chân hơn, vì lúc ở Từ Châu đã được Kim Mã Khu tặng cho tấm đồng bài trên khắc 6 chữ Nam Kinh hình bộ hộ vệ. Gã sợ em rể đương thương độc má trước thực lực của hộ bang nên đã tặng đồng bài để chàng có thể nhờ cậy sự hỗ trợ của quan quân khi cần thiết. Thực ra đồng bài và chức danh này là của Mã Kim Khô. Gã nhiều phen theo thượng thư phá án nên được thớt vương gia ban cho chức hộ vệ đứng đầu thám tử của hình bộ phía nam. Sau 5 ngày gội tuyết mỏi miệng vì hỏi han, Nam Cung Giao và Sở Nhu đến thôn Thủy Liễu cách Hoài Nam 60 dặm. Hai người vào nhà của lão trưởng thôn họ Hồ. Nam Cung Giao đặt đồng bài lên bàn, lạnh lùng nói: tài hạ thừa mệnh hình bộ thượng thư Nam Kinh đi điều tra một vụ án nghiêm trọng. Tốc hạ là người đứng đầu thôn Thủy Liễu này, cũng xem như bầy tôi của triều đình. Xin hãy tận tâm giúp đỡ tài hạ làm sáng tỏ vương pháp. Má thượng thư đã hứa thưởng ngay 100 lượng bạc cho bất cứ ai có công. Để lời nói của chàng thêm trọng lượng,
Sở Nhu móc hầu bao, lấy ra thỏi bạc 5 lượng và tờ ngân phiếu. Nàng dịu giọng: 5 lượng bạc này lại lấy vật sơ kiến, mong Hồ Kiều Phẩm nhận cho. Thường thì các hương thức trong thôn đều có hàm từ cửu phẩm đến thất phẩm. Hồ lão run rẩy cầm lấy 5 lượng bạc bỏ vào trong áo, rồi sau đó vái dài: Xin hồ vệ đại nhân cứ dạy. Nam Công Giao hỏi: Trong thôn Thủy Liễu này có mỹ nhân lớn thì hay là quá phụ nào làm nhị phòng cho người địa phương khác hay không? Nam nhân ấy tuổi độ 65, thân thể cao lớn, thường mặc áo học trò. Hồ lão đang lăm le lấy được 5 lượng bạch ngân nên mừng rỡ kêu lên: Bẩm có ạ. Cạnh bờ sông có bạch thắng tuyết, năm nay đã 36 tuổi, mặt rổ như hoa nhưng nhan sắc mặn mà. Ế chồng vì bị cụt một chân. Trước đây bán rượu, sau này trở thành vợ bé của một lão già lạ mặt, hiện đã sanh được 3 nam hài. Vóc dáng của lão già sanh tật kia quả đúng như lời hộ vệ đại nhân vừa mô tả. Lão liếng thoáng nói văng cả nước bọt, hí hửng vì sắp được bỏ tờ ngân phiếu kia vào túi. Nam Công Giao thở phào, hoan hỉ nhìn Sở Nhu, rồi sau đó bảo hồ lão: Hồ Kiều Phẩm hãy đưa bọn ta đến đấy, nếu đúng là đối tượng cần tìm, bọn trước sẽ tượng thưởng. Chàng tủm tỉm cười, thu lại tờ ngân phiếu, khiến lòng họ Hồ hoang mang. Lão mau mắn dẫn hai người về hướng bờ sông, đến căn nhà gỗ nhỏ của Bạch Nương. Nữ nhân tàn tật bạc mệnh này đang ngồi vá áo cho con, xung quanh là ba bé trai đang đùa giỡn, đứa nhỏ nhất độ 3 tuổi. Quả đúng như tên, Bạch Nương có nước da trắng như ngọc, dung mạo hiền lành nhân hậu. Chỉ cần nhìn cảnh nhà cửa tươm tất gọn gàng và cách ăn mặc ấm áp sạch sẽ của ba đứa trẻ kia cũng đủ biết nàng rất siêng năng chu đáo. Bạch Nương đã thấy khách từ lúc họ ở ngoài cửa, vội rời ghế chụp nạng gỗ ra đón. Sở Nhu nhanh chân dạo bước đi trước, đến sát mặt chủ nhà, tươi cười nói nhỏ: Tiểu muội được Tần lão gia phải đến thăm hỏi Bạch đại tỷ. Dường như tháng tuyết đang mong đợi Tần Dũng Nhuệ nên hân hoan cười đáp: Ngô tỷ mừng quá, đã 3 tháng nay ông ấy không ghé, nhà sắp hết gạo rồi. Sở Nhu quay lại nháy mắt ra hiệu với Nam Cung Giao rằng đã tìm đúng mục tiêu. Chàng trao tờ ngân phiếu cho hộ trưởng thôn và nghiêm giọng dặn dò: Vụ án này nghiêm trọng đến mức phủ hình bộ phải đích thân thụ lý, nếu lắp bép xét tiết lộ ra thì đầu lìa khỏi cổ. Hãy nhớ lấy điều ấy, và nếu người trong thôn có thắc mắc thì cứ nói rằng họ hàng của Bạch Nương đến tìm. Mắt chàng sáng rực như có lửa, khiến hồ lão Sở nhún cả người, vái dài thề thốt: Hộ đại nhân yên tâm, dẫu ai có kẻ đao vào cổ thì tiểu lão cũng chẳng dám hé môi. Lão không lưng nhận bạc, hấp tấp chuẩn thẳng. Sau vài khắc chuyện trò phân giải, Bạch Nương đã rõ nguồn cơn, khẳng định tiết Chu Thu năm trước Tần Dũng Nhuệ đã ở đây vì lúc nàng mới sanh đứa thứ 3. Nam Công Giao cảm thương số phận hẩm hiu của người đàn bà tội nghiệp này, liền nghĩ cách giúp nàng. Chàng nói: Bạch đại tỷ, tài hạ có cách giúp đại tỷ và ba con được danh chính ngôn thuận về sống với Tần lão. Bạch Nương ứa nước mắt đáp: Nếu vậy thì tiên phụ xít đời xin đội ơn công tử, tiên phụ sẵn sàng chết chỉ cần Tần phu nhân hết lòng nuôi dưỡng ba đứa trẻ đáng thương kia. Nam Công Giao cười mắt: Sao đại tỷ lại nói thế, tài hạ bảo đảm rằng Tần phu nhân sẽ phải vui vẻ mà chấp nhận. Chàng bèn nói sơ kế hoạch của mình. Dù không tin tưởng lắm nhưng Bạch Nương cũng cắn răng đưa các con đi theo Nam Công Giao và Sở Nhu. Sáng ngày 8 tháng chạp, tri huyện Hoài Châu đích thân thống lĩnh lực lượng công sai Bích Lệ kéo đến Tần Gia Trang, cũng là tổng đàn thần thương hội ở bờ Nam sông Hoài. Hoàng tri huyện cũng là chỗ quen biết với Hoài Giang thần thương, thế mà hôm nay mặt lạnh như tiền. Tần Dũng Nhuệ và Tần phu nhân vội ra cổng đón mời khách vào sảnh lớn. Quan quân đứng cả ngoài sân, chỉ có Hoàng tri huyện và 5 người áo gấm nhập sảnh. Tần lão nhận ra anh em họ Sở, biết rằng họ đã kiện mình. Hoàng tri huyện chìa tay về phía chàng trai áo lam giới thiệu: Vị đại nhân này là hộ vệ của phổ hình bộ thượng thư Nam Kinh, danh tính là Nam Công Giao, thừa lệnh mã thượng thư đến áp giải Tần Trang chủ về quy án. Sở dĩ đã đâm đơn kiện hồi đầu năm, sau khi điều tra bộ hình đã tìm ra nhân chứng nhìn thấy Tần trước có mặt ở Thịnh Hợp Phỉ đúng tiết Trung Thu 3 năm trước. Tần phu nhân cơ hồ té xỉu, quỳ xuống van lạy: Mong chư vị đại nhân khai ân xét lại, Chuyết phu là bằng hữu chí thân của Sở đại ca, lẽ nào lại làm chuyện trời chú đất diệt ấy. Nam Công Giao cười nhạt: Chưa hết đâu, do số tài sản bị cướp của nhà họ Sở lên đến 20 vạn lượng vàng, nên nhà môn Hoài Châu đã phái tịch biên gia sản của nhà họ Tần để bồi thường cho nạn nhân. Đồng tiền đi liền khúc ruột nên Tần phu nhân lập tức ngất xỉu, được bọn tỷ nữ xoa bóp một lúc mới hồi tỉnh.
Tần Dũng Nhuệ đứng trước cảnh tan nhà nát cửa, lòng đau như cắt, không biết nói ra sự thực còn có kịp hay đã muộn. Đúng lúc ấy, Nam Cung Giao oai vệ nói: "Bọn ngươi hãy ra ngoài đợi để bọn chức tiến hành văn án." Anh em họ Sở cố nín cười lui bước ngay. Hoàng Chi Huyện liền thay đổi sắc mặt khuyên bảo: "Này Tần lão đệ, bọn quan cũng không tin lão đệ là kẻ sát nhân. Những anh em họ Sở cùng với tám thử phụ thượng thư đã tìm ra nhân chứng. Dấu thực hay giả thì tính mạng của hiền đệ cũng nguy to rồi. Này Nam Cung hộ vệ đây cũng là chỗ thâm giao với bổn quan, sẽ cùng bàn bạc cách giải vây." Tần phu nhân mừng như sống lại, vái lại hộ vệ đại nhân: "Xin đại nhân mở cho con đường sống, thảo dân chẳng dám quên ơn." Nam Cung Giao phỉ cười: "Phu nhân định giờ trò hối lộ cho ta đấy ư?" Tần phu nhân bèn lén đáp: Dạ, bẩm đại nhân, đây là để tỏ lòng biết ơn chứ đâu phải hối lộ." Hoàng Chi Huyện mớm ý: "Hay là Tần lão đệ cứ khai rằng trung thu năm đó có thăm tỉnh nhân hay là tiểu thiếp, rồi nhờ người ấy làm chứng cho." Tần Dũng Nhuệ liếc vợ cười khổ: "Tiểu đệ làm gì có tỉnh nhân hay là vợ bé." Tần phu nhân tức tối rít lên: "Thật là vô dụng, trai năm thế bảy thiếp, thế mà lão không có đến một ả nhân tỉnh." Tần lão giận quá gầm vang: "Chỉ vì bà quá hung dữ như cọp cái, suốt ngày ghen tuông đay nghiến, nên lão phu có dám đà màng. Lão phu mà lập nhị phòng thì bà sẽ cho người xé xác ngay, ai ngu gì mà đến với lão phu." Tần phu nhân xấu hổ cúi đầu lẩm bẩm: "Thiếp chỉ có cái miệng là hung dữ, chứ nếu tướng công cứ làm thì thiếp cũng phải chịu." Nam Cung Giao cướp lời bà: "Nay tại hạ sẽ tìm cho Tần lão một tiểu thiếp, người này sẽ đứng ra làm chứng để cứu mạng và tài sản của nhà họ Tần. Liệu sau này phu nhân có bạc đãi người ấy hay không?" Tần phu nhân vui mừng khôn xiết: "Tiền phụ thể có lôi thần chứng giám là sẽ xem người ấy như em gái của mình." Nam Cung Giao quắc mắt nhấn mạnh: "Này lời khẩn cầu của Hoàng Chi Huyện nên tây hạ mới làm rõ vương pháp, chứ chẳng phải vì vàng bạc. Nếu phu nhân không giữ lời thề thì đừng trách tây hạ tàn nhẫn đó." Trong lúc Tần phu nhân run lên vì sợ hãi, chàng bước ra ngoài nói nhỏ với Sở Nhu: "Mẹ con Bạch Dương được bố trí trong một lữ điếm gần đấy, nên chỉ nửa khắc sau đã có mặt." Tần Dũng Nghệ nhìn thấy họ ngơ ngác bàng hoàng, không biết mình mơ hay tỉnh. Đã được dặn dò từ trước nên ba đứa bé kia ngoan ngoãn không chạy đến kêu Tần lão bằng cha, chúng chỉ dương mắt nhìn ông cười tít. Bạch Nương buông mạng quỳ xuống khấu đầu: "Tiểu muội Bạch Thắng Tuyết bái kiến đại thư." Tần phu nhân thấy đối phương tàn tật không xinh đẹp bằng mình nên cũng an tâm và sinh lòng tội nghiệp. Bà vội bước đến đỡ Bạch Thắng Tuyết lên vỗ về: "Hiền muội chữ đa lễ, từ nay chị em chúng ta cùng thờ một chồng, ta thể sẽ hậu đãi nàng và các con." Bạch Nương gạt lệ bảo ba con: "Long Nhi, Hổ Nhi, Báo Nhi, các con hãy đến ra mắt phụ thân và đại mẫu." Thế là ba đứa bé làm theo lời nàng. Tần phu nhân hài lòng nũng nịu trách chồng: "Ông quả là bất tài, nên hà họ Tần không có được một đứa bé trai ngoan ngoãn và xinh đẹp thế này." Hoàng Chi Huyện cười ha hả: "Lão phu sẽ làm văn án để ba đứa bé này mang họ Tần." Hoài Giang Thần Thương lờ mờ hiểu ra đây là một vở kịch được dàn dựng rất khéo, và anh em họ Sở cũng đã hiểu ra nỗi oan của lão. Nhưng đạo diễn chính có lẽ là chàng trai họ Nam Cung Tuấn Tú này. Lão nhìn chằm chằm vào bằng ánh mắt cảm kích. Nam Cung Giao bỗng hỏi: "Chẳng hay phó thủ lĩnh của Thần Thương hội là Đoạt Hồn Thương Chu Toại giờ đang ở đâu?" Tần lão rầu rĩ đáp: "Gia sư đệ luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, chết hồi tháng trước rồi." Và lão vận công truyền âm: "Xin công tử báo với anh em họ Sở rằng lão phu đã giết Chu Toại để báo thù cho Xào Xào thư sinh Sở Nam Vô. Bảo vật của họ Sở hiện đang ở đây, lúc nào đi lấy cũng được." Nam Cung Giao cười đáp thầm: "Hay lắm, Tần lão quả là người minh tình, đã tìm ra được hung thủ. Nhưng từ nay hãy nhớ rằng không được quá nể sợ phu nhân, mất cả oai phong của bậc trượng phu." Tần Dũng Nhuệ đỏ mặt gật đầu. Hoàng Chi Huyện và Nam Cung Giao cáo từ, kéo quân rời Tần gia trang. Sau khi chia tay Hoàng Chi Huyện, bọn Nam Cung Giao lên đường về thành Hợp Phì để anh em họ Sở thăm mẹ Sở Mẫu. Sở Mẫu tuổi đã gần thất thập, hiện đang sống với ba nàng dâu và bảy cháu nội. Đã sang tháng chạp nên tuyết rơi mờ mịt, sắc diện của ba hán tử vẫn rạng rỡ. Họ mừng vì sắp trở lại tổ ấm gia đình. Chỉ mình Nam Cung Giao là buồn vô hạn khi cuối năm mà vẫn cách cố hương hàng ngàn dặm. Sở Tích Vũ là gã phổi bò, chẳng để ý đến tâm tình nặng trĩu của chàng, cười hô hố hỏi:
Công tử, thuộc hạ thấy Tần phu nhân còn kiều diễm hơn cả Bạch nương. Vì cớ gì lão Tần Dũng Nhuệ lại khổ sở mang người đàn bà tàn tật kia? Nam Cung Giao cười đáp. Ở nhà, Tần lão luôn phải khép nép như rắn mùng năm trước mụ vợ dữ dằn. Nhưng khi đến với Bạch nương, ông ta được nàng chiều chuộng tôn kính, bảo sao lòng không khoan khoái. Chỉ có ở bên nàng, Tần lão mới thấy mình là bậc trượng phu oai phong lẫm liệt mà thôi. Sở Tích Vũ cười tít mắt. Thế Nam Cung lão gia nhà ta có ở trong tâm trạng ấy không? Nam Cung Giao lắc đầu, vui vẻ nhắc đến song thân bằng giọng trìu mến. Thực ra thì gia mẫu chỉ nghiêm khắc chứ không giữ tận. Bà cấm gia phụ uống nhiều rượu vì lo cho sức khỏe của ông. Hơn nữa, mẹ ta xinh đẹp phi phàm, khiến gia phụ mê như điếu đổ. Còn lòng dạ đâu mà nhìn ngó đến mỹ nhân khác. Sở Nhu che miệng cười. Sao công tử không noi gương lệnh tôn mà lại uống nhiều rượu như thế? Nam Cung Giao cười khà khà. Ta đã hứa với mẫu thân rằng rượu ba chén, vợ ba nàng, nhưng xem ra khó mà giữ được rồi. Rượu thì có thể ăn gian, vì gia mẫu không quy định chén lớn chén nhỏ. Ta uống 9 chén nhỏ thì vừa bằng 3 chén lớn. Chỉ có khoản thiếp là khó cái. Mới mấy tháng thôi mà ta nương đến 2 mối rồi. Biết đâu lúc về nhà ta lại dắt theo đủ chục thì nguy to. Ba hắn từ họ Sở cười phá lên, còn Sở Nhu thì tủm tỉm cười. Thế công tử có yêu Mã tiểu thư và Tiền tiểu thư như là lệnh tôn đã yêu lệnh đường không? Nam Cung Giao cười buồn. Nhu muội quả có tài nhìn thấu tâm can người khác. Thật ra ta chỉ thuận duyên mà kết hợp, chứ lòng vẫn khao khát gặp được người duy nhất để có thể yêu trọn vẹn như gia phổ. Sở Nhu cười khúc khích. Té ra bản chất của công tử chẳng phải người hời hợt như bề ngoài, song công tử có tướng đa thê chẳng thể tránh khỏi. Mong rằng sau này trong đám thi thiếp của công tử sẽ có một người đẹp ứng được yêu cầu ấy. Tuy nhiên công tử tuyệt đối không được để lộ cho những người kia biết, bằng không gia đình sẽ sơ xác vì ghen tuông. Nam Cung Giao bật cười. Cha chung không ai khóc, kẻ đa thê làm gì có được hạnh phúc ấy. Tốt nhất là ta nên giữ mình, chỉ lấy 2 tiểu thư kia là đủ rồi. Chẳng ngờ ba gã họ Sở nhất tề kêu lên. Ờ, không được. Nam Cung Giao sửng sốt. Sao lại không? Tích Vũ cười hề hề giải thích. Lệnh đường đã cho phép bà, công tử chỉ lấy 2, sợ rằng bà sẽ buồn đó. Nam Cung Giao gật gù. Chẳng sao cả, ta chỉ lấy 2 vợ, nhưng số tiểu thiếp thì không giới hạn. Chàng phá lên cười, quất ngựa phi mau. Sở Nhu lẩm bẩm. Tính cách của chàng thật là phức tạp, khó mà nhận chân được. Đường đi lại lội, trơn trượt vì tuyết phủ đầy, nên cước trình tuấn mã chậm chạp. Sẩm tối họ mới đi được hơn 30 dặm đường, phải ghé vào một lữ điếm bên đường nghỉ ngơi. Hân hoan vì thủ cha đã xong, ba gã họ Sở liên tục nâng chén uống mừng. Cuối canh 2 thì cả họ lẫn Nam Cung Giao đều say mèn. Sở Nhu dìu chủ nhân về phòng, cởi y phục, lấy khăn lau nóng mặt cho chàng, rồi xoa bóp những huyệt đạo quanh đầu và cổ. Thủ pháp giải rượu của Sở Nhu quả là hiệu nghiệm như thần. Kẻ say rượu toát mồ hôi như tắm, dần dần tỉnh táo lại. Ngoài trời, cơn bão tuyết đang gào thét nên cửa phòng đóng chặt, lại có cả lò sưởi than hồng đỏ rực, mùi hương thơm tho nồng thắm của thân thể Sở Nhu ngày càng đậm đà bay vào mũi của Nam Cung Giao. Chàng thích thú nghe bàn tay mềm mại mịn màng của nàng đặt lên da thịt mình. Sở Nhu đang một tay giữ vai chàng, tay kia dùng khăn ấm lau mồ hôi sau trước. Bỗng Nam Cung Giao phát hiện mình đã động tình, khao khát được ôm lấy thân hình thon thả ấm áp kia. Chàng kinh hãi thở dài, mở mắt nói. Nhu muội hãy về nghỉ đi, ta sắp biến thành Tề Tuyên Vương rồi đó. Sở Nhu đỏ mặt thỏ thẻ. Nếu công tử không chê tiểu muội xấu xí hơn Trung Vô Diệm, thì Sở Nhu xin được hầu hạ gối chăn. Tiểu muội mang dị tướng, chẳng dám mong làm dâu của họ Nam Công, và cũng không thể lấy ai. Được gần gũi với công tử một đêm là tiểu muội mãn nguyện rồi. Nói xong, nàng run rẩy thoát y, đứng cúi gằm mặt như đang chờ đợi, đôi dòng lệ chảy dài trên gò má, lấp lánh dưới ánh tọa đang vàng vọt. Nam Cung Giao đang tuổi thanh niên, khí huyết cương phương, lại lần đầu được chiêm nghiễm một cơ thể thon dài khiêu gợi, nên bàng hoàng mê mẩn, dán mắt vào những đường cong tuyệt diệu. Chàng thẫn thờ ngồi lên, vuốt ve đôi tuyết lê mơn mẩn, miệng lẩm bẩm. Từ năm 10 tuổi đến nay, ta mới được nhìn thấy 2 tạo vật hấp dẫn tuyệt diệu nhất thế gian này. Sở Nhu không nén được, bật cười khúc khích. Té ra công tử Sở Vũ mẹ đến tận năm 10 tuổi hay sao? Chàng cười hì hì, kéo nàng vào lòng, gây cuộc mây mưa. 2 thân sắc thanh xuân quấn quýt chàng rời đến tận sáng.
Sở Nhu rón rén trở về phòng riêng trong ánh mắt nuối tiếc của Nam Công Giao. Chàng lại nhủ thành lời. Bây giờ ta mới hiểu vì sao phụ thân lại say mê mẫu thân đến thế. Hôm sau, báo tuyết vẫn còn dữ dội. Nam Công Giao mừng thầm, bàn rằng. Chẳng đi đâu mà vội, chúng ta cứ ở lại đây thêm một ngày nữa, chờ báo tuyết tan rồi hãy lên đường. Tất nhiên anh em họ Sở không dám phản đối, chỉ nhìn chàng tủm tỉm cười. Tối đến, ba gã viện cớ mệt mỏi, đầu canh hai đã đi ngủ, tạo điều kiện cho Nam Công Giao gần gũi Sở Nhu. Chàng nháy mắt mấy nàng rồi hớn hở về phòng. Lát sau Sở Nhu vào đến ngượng ngùng dâng hiến. Sau trận ái ân, hai người nằm ôm nhau mà trò chuyện. Sở Nhu cười khúc khích chọc ghẹo. Tiểu muội có tật ở đầu, hai ngón cái kia trông thật kỳ lạ. Nam Công Giao đáp với giọng xa vắng. Không phải dị tật đâu, đây là đặc tính bẩm sinh của dân tộc Giao chỉ. Chàng bèn kể lại hết lai lịch cũng như mục đích của mình. Sở Nhu lặng lẽ lắng nghe, cuối cùng nghiêm giọng. Nếu công tử cứ hành động như hiện nay, đến đâu cũng có huyết án xảy ra thì sớm muộn gì cũng bị phát giác. Khi ấy, nhà Nam Cung khóa thoát khỏi cảnh Chu Dinh Tam Tộc. Tổng bộ đầu Nam Kinh Lưu Cát từng nổi tiếng là Trung Hoa đệ nhất thần thám, cơ trí sắc bén tuyệt luân. Chắc chắn sau cái chết của Giang Hồ Chi Phủ Mạc Tôn Long, lão đã khẳng định được công tử là hung thủ. Chúng ta phải lập tức tung hỏa mù để đánh lừa lão ta mới được. Sáng mai, công tử bất tất phải ghé Hợp Phỉ mà hãy lên đường về Nam Kinh ngay. Ở đây, bọn tiểu muội sẽ giết lão tổng trấn Huy Châu. Huyết án xảy ra khi công tử đã ở Nam Kinh, điều này sẽ khiến Lưu Cát không tin vào phán đoán của mình nữa. Sau đó, bọn tiểu muội sẽ đến Nam Kinh trở lệnh. Nam Công Giao nghe hữu lý, cao hứng hôn lên má Sở Nhu, hỏi lại. Dinh tổng trấn quân vụ trang đầu trương đầy giấy quân sĩ, liệu anh em nàng có an toàn thoát thân nổi hay không? Sở Nhu nép đầu vào ngực tỉnh lang thì thầm. Công tử đã đem cả bí mật kinh thiên động địa ra ký thác, tỷ tiểu muội cũng chẳng dám giấu. Trước khi tiên phụ ngộ hại, bọn tiểu muội tham gia một tổ chức hắc đạo thần bí nhất võ lâm, có tên là Thí Thiên Hội, hoạt động ở Tứ Xuyên và ba tỉnh Tây Bắc. Tôn chỉ của hội là diệt tru bọn tham quan ô lại, cường hào ác bá, cướp sạch tài sản của chúng mà phân phát cho dân nghèo. Nhưng do thủ đoạn hành sự tàn nhẫn và quyết liệt nên bị xem là tà hội. Hội chủ Thế Thiên Hội là Vô Khổng Bất Nhập Trịnh Kiều, giỏi thuật ẩn thân, giấu hoàng cung cũng có thể vào được. Lão đã dạy cho môn đệ Thiếu Thất Hội thuật ấy, nên họ hành sự chưa bao giờ thất bại. Nam Công Giao cười hắc hắc. Té ra ngươi cũng từng là nữ tặc, thật là đáng khâm phục. Ta đồng ý với kế hoạch này, nhưng anh em nàng phải thận trọng, thấy khó phải rút lui ngay. Và chàng hạ giọng nói nhỏ. Nhớ đến Nam Kinh cho sớm, kẻo ta lại nhớ nàng đó. Sở Nhu sung sướng cắn nhẹ vào ngực chàng. Sáng mai đã phải chia tay, hai người níu kéo từng hạt cát thời gian. Nam Công Giao say đắm, ôm mãi thân hình thon dài nồng ấm nhưng săn chắc, quên hết mọi sự đời, quên cả chiếc biếu thịt xấu xí trên trán nàng. Sáng hôm sau, Nam Công Giao tỉnh giấc thì anh em họ Sở đã đi rồi. Vắng bóng Sở Nhu, chẳng nghe trống trải vô cùng, thẫn thờ như người đánh mất bảo vật vậy. Báo tuyết đã tan, vầng dương mùa đông được ngày hiếm hoi để ban phát chút nắng nhạt nhòa. Ăn điểm tâm xong, chàng lên lưng ngựa, lững thững nện vó tung làn tuyết, đến ngã ba thì rẽ trái đi về hướng đông. Được vài dặm, chàng chợt nghe sau lưng có tiếng vó câu dồn dập, và kế đó là tiếng người gọi ơi ới. Nam Cung đại ca! Giọng nói quen thuộc của Mã Kim Khô đã khiến chàng dừng cương quay ngược lại. Ngoài Mã Đại Công Tử còn có Cần Nhục Đầu Đà và hai mỹ nhân. Chàng kinh ngạc khi nhận ra thần nữ Tiền Vân Mi, thầm đoán rằng đã ly khai Kim Diện Cung để đi tìm mình. Cần Nhục Đầu Đà hùng hổ mắng. Ngươi quả thật là đáng ghét, bắt bọn ta phải đuổi theo. May mà Bần Tăng giỏi nghề truy tung, không thì đã lạc mất rồi. Nam Công Giao ngượng ngùng mỉm cười. Địa tế xin nhận lỗi và sẽ tạ tội bằng 20 bữa thịt chó ngon lành. Đầu Đà thấy chàng chịu nhận là cháu rể, khoan khoái cười vang, không bắt lỗi nữa. Mã Hoàn Cơ cũng được an ủi. Hoa Dung đang ủ rột đột nhiên tươi tắn hẳn lên. Nàng chỉ trách móc nhẹ nhàng. Chàng không hiểu tâm tình của mi muội hay sao mà lại nói lời thoái hôn và dứt áo bỏ đi như vậy chứ. Nam Công Giao biện bạch. Ta thấy Tiền công chủ quá sợ Vô Thanh Khốc đến nỗi không muốn nhận rể nên chẳng mặt mũi nào ở lại. Vân Mi bật khóc. Nếu công tử nhất quyết tử hôn thì tiểu muội xin chết ngay tại chỗ. Nam Công Giao hoảng hốt. Ấy đừng. Nàng hãy giáng sanh cho ta vài đứa con rồi hãy chết.
thần nữ thẹn chín người, trong lòng sung sướng vô hạn vì biết duyên nợ đã thành. Đầu Đà và Mã Kim Phu phá lên cười, còn Hoàn Cơ thì lắc đầu chán ngán. Không ngờ ta lấy phải một người chồng bẻ mép như thế, lúc nào cũng đùa được. Nam Cung Giao thản nhiên bảo thần nữ: "Mi muội, chúng ta đi thôi. Nay Hoàn Cơ đã chi bai thậm tệ như thế, ta sẽ đưa một mình nàng về ra mắt song thân mà thôi." Chàng lại vái chào Đầu Đà và Mã Kim Khô, thái độ rất nghiêm túc khiến Hoàn Cơ sợ bở vía, ấp úng nói: "Thiếp chỉ nói đùa thôi, chứ đâu dám chê bai gì, xin chàng lượng giải cho." Nam Công Giao hầm hầm giận dữ: "Gia mẫu từng dặn dò với ta rằng, giày vợ từ thuở bơ vơ mới về, chưa cưới nhau mà cơ muội đã dám coi thường ta ư?" Cần Nhục Đầu Đà và Mã Kim Khô ngơ ngác, chẳng hiểu vì sao chàng trai vui vẻ kia lại nổi đoá bất tử như vậy, song chẳng ai dám xen vào. Hoàn Cơ gật đầu vâng dạ, mặt tái mét. Nam Cung Giao nói tiếp: "Ta phạt nàng tối nay phải bóp chân đấm lưng cho ta." Chàng vươn vai than: "Ơi, cưỡi ngựa mái thân thể cũng mỏi nhừ, sắp giã ra rồi đây." Chàng bất ngờ ra roi phi nước đại và cười ngất. Mọi người đã hiểu nãy giờ chàng chỉ đùa, thở phào phóng ngựa đuổi theo. Kim Khu chọc ghẹo em gái: "Hiền muội đã gặp khắc tinh rồi đó." Hoàn Cơ vừa thẹn vừa giận, giấm giọng đáp: "Cưới xong y sẽ biết tay tiểu muội." Tuy nói thế nhưng nàng hiểu rằng mình sẽ không làm gì được vì đã lỡ quá yêu chàng trai bất trị kia. 10 ngày sau, đoàn người về đến Nam Kinh. Phủ Thượng Thư mở tiệc ăn mừng, có mời cả tổng bộ đầu Lưu Cát đến dự. Lão lặng lẽ nghe Kim Khô sôi nổi kể lại cuộc đả lôi đài ở Tử Châu, cũng như việc phải truy đuổi Nam Cung Giao vất vả thế nào. Họ Lưu nghe xong lòng vô cùng bối rối, vì hôm qua lão vừa nhận được tin tổng trấn quân vụ Huy Châu Trang Bổ Cương bị giết. Lúc ấy bọn Nam Cung Giao đã sắp về đến đây, như vậy chàng trai khả nghi kia không thể là hung thủ được. Còn vụ ám sát tri huyện Hàng Châu lại xảy ra đúng ngày 18 tháng 11, khi Nam Cung Giao đang tỉ võ ở Kim Sơn. Lão nói với Mã Xuân Trắc: "Bẩm Thượng Thư, chiều hôm qua Ti Chất mới nhận được hung tin từ Huy Châu rằng quan tổng trấn quân vụ đã bị ám sát đêm 17 tháng chạp. Không ai nhìn thấy hung thủ, nên tri phủ Huy Châu chỉ nhờ Ti Chức điều tra với manh mối duy nhất là viên ngọc trai màu đen đã bị cướp. Trang tổng trấn đã mang chúng từ An Nam về hơn 20 năm trước." Lưu Cát hắng giọng nói tiếp: "Giang Tô tri phủ Mạc Tôn Long thì chết đêm 26 tháng 10. Sau đó là tri huyện Hàng Châu Dịnh Thủy Tôn chết đêm 18 tháng 11. Tính luôn cả Nam Kinh binh bộ thượng thư Quách Tưởng An thì đã có 4 vị mệnh quan bị giết. 4 nạn nhân đều có một điểm chung là từng có mặt trong đoàn quân chinh phạt An Nam 23 năm trước dưới trướng của Tân Thành Hầu Trương Phủ." Nam Cung Giao giật mình, không hiểu ai đã giết lão tri huyện Hàng Châu dùng cho mình. Chàng chợt nhớ đến Mộc Kính Thanh, vì chỉ có gá mới biết danh sách kẻ thù của chàng. Và Nam Cung Giao cũng vô cùng khâm phục tài suy luận của Lưu Cát khi nghe gã nói tiếp: "Từ đặc điểm này, Ti Chức đoán rằng hung thủ là người An Nam, do muốn báo thù cho vua quan nhà Hậu Trần nên mới chọn lọc người mà hạ thủ. Như vậy mục tiêu kế tiếp là những vị võ tướng viễn chinh còn lại, kể cả Tân Thành Hầu Trương Phụ, nay là Bình Phiên Công ở Bắc Kinh." Mã Kim Khu sôi nổi góp ý: "Lưu đại nhân, tiểu điệt cho rằng có hai khả năng xảy ra, một là hung thủ từ An Nam sang, hai là y thuộc thế hệ thứ hai của những tù binh An Nam hiện đang ở Trung Hoa, nhờ luyện thành tuyệt học nên mới dám làm chuyện động trời này. Chúng ta chỉ cần điều tra đám kiểu dân Giao Châu ở các phủ phía Nam Trường Giang sẽ là có kết quả." Lưu Cát ngỏ lời khen ngợi Kim Khô trong lúc Nam Cung Giao sầu héo ruột gan. Chẳng không ngờ hành động của mình lại làm hại đến đồng bào ở Trung Hoa. Cuộc sống bình yên của họ sẽ bị xáo trộn khổ sở vì những thủ đoạn tàn nhẫn bá đạo của bọn công sai. Nhưng may thay, gần cuối tiệc thì có thăm mã đến phủ Thượng Thư, đưa công văn hỏa tốc của phủ An Khánh, báo tin tri huyện Hòa Châu đã bị ám sát và mất sạch của cải. Lần này hung thủ đánh rơi vật chứng rất quan trọng là một thẻ bạch nhỏ bằng hai ngón tay, trên khắc ba chữ Tứ Hải Hội. Lục tri huyện này mới gần tứ thập và chắc chắn không phải là đồng ngũ của 4 nạn nhân trước. Điều này khiến lập luận của Lưu Cát bị sụp đổ. Mã Thượng Thư hờ hững nói: "Nay đã có manh mối, mong Lưu Tức Hạ dốc hết sức điều tra Tứ Hải Hội và hãy quên đám kiểu dân An Nam đi. Nếu không sớm có kết quả, trước khi Thánh Hoàng nổi lôi đình thì e rằng cả bổn chức lẫn túc hạ đều sẽ rơi đầu đó." Lưu Cát vừa thẹn vừa sợ kính cẩn đáp: Ti chức xin tận lực." Lão vội cáo từ để đi huy động thủ hạ điều tra lai lịch của Tứ Hải Hội.
Nam Cung Giao cố nén tiếng thở dài nhẹ nhõm, chàng vô cùng cảm kích nghĩa đệ Mộc Kính Thanh và gã đã kịp thời sửa chữa sai lầm của chàng. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Tiếu Ngạo Trung Hoa của tác giả Ưu Đàm Hoa. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.